như tên tiêu đề mọi người có thể nhìn thấy, thì ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn nốt bạc của YouTube. Hay, trời ơi, mình xem rất là nhiều người ở trên mạng họ review về nốt bạc ấy, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình không nghĩ là trong cuộc đời của mình có thể được cầm nốt bạc và review cho mọi người. Đó, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xem nốt bạc của YouTube có gì nhá. Sau 2 tuần bọn mình nhận được thông báo của YouTube bạc order thì ngày hôm nay nốt bạc đã về đến Ricky rồi. Thì đầu tiên mình nhìn sơ qua ở mặt trước của nốt bạc thì mình thấy ở đây có logo của YouTube này. Sau đó phần dưới mình thấy có mã đơn hàng, có tên người nhận này ở chỗ mình ở của Ricky đó, và gửi là gửi từ Mỹ mọi người ạ. Mỹ nhá, không phải Mỹ Đình nhá, gửi từ Mỹ. Nhưng mà thôi, cái này là về bề ngoài thôi, em nó đẹp hơn ở bên trong mọi người. Đó, quan trọng hơn là bên trong. Nên bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhá mọi người ạ. Sợ sợ đại đi. Không được, đời của mình phải có lần được làm cái chuyện này mọi người ơi. Mọi người nhớ là mọi người phải follow kênh của chúng mình để mình làm nước kim cương cho mọi người. Mình đặt nước kim cương cho các bạn ha. Hãy ơi, chúng ta sẽ cùng xem trong này có gì. Hơi khó mở một chút các bạn. Hơi khô lỗ một chút. Nhưng không sao. Ủa? Ủa? Ủa, một màu đen. Không thể như thế được. Ồ, đây. Wow. Ở đây mình có một tờ giấy để mình đọc lên cho mọi người nhá. Chúc mừng bạn đã đạt mốc lượt đăng ký. Chúng tôi vinh dự khi cùng chia sẻ thành tích của bạn và muốn biến trải nghiệm của bạn trở nên thật đặc biệt. Phần thưởng này được kiểm tra và đóng hộp tận tình bởi Jack. Ủa, cảm ơn anh Jack đẹp trai. Cảm ơn anh Jack đẹp trai. Rồi, tiếp theo. Wow. Uầy. Mọi người ơi. Mình không biết mọi người khi mà đập nút YouTube như thế nào, nhưng mà đối với mình ấy, cái thư này nó còn cảm động hơn rất là nhiều. Mình đọc mấy dòng đầu cho các bạn nhé. Đó là: bạn có nhớ người đầu tiên đăng ký kênh của mình không? Người thứ 100 hay người thứ 1000? Chắc bạn vẫn còn nhớ, và chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ nhớ người đăng ký thứ 100.000 của mình. Thật sự với mọi người luôn, đấy là tất cả những gì mà mọi người ủng hộ, tất cả các comment, và mình nhớ rất rõ người đăng ký đầu tiên. Tất cả mọi người comment gì hàng ngày mình đều đọc và mình nhớ rất là nhiều, nên cảm ơn tình cảm của tất cả các bạn. Nhờ các bạn mà mình mới có thành quả như ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. May quá, lúc đầu mình xem kênh YouTube của một số anh chị thì mình thấy là tiếng Việt ấy hay bị viết sai, nhưng không mọi người ơi. Nào, bây giờ mình sẽ cho em nó ra nhá. Đây. Đấy. Em nó được bọc bởi một túi bóng rất là xinh xò. Và wow, đây mọi người có nhìn rõ không? Có nhìn rõ không mọi người? Trên này ghi là Nhật ngữ Ricky. Wow. Khóc quá. Nhật ngữ Ricky kìa mọi người ạ. Và khi mà mình được cầm trên tay nút bạc của YouTube thì điều mà mình đang cảm nhận lúc này là mình nhớ lại cái quãng thời gian từ khi mà mình xây kênh, khi mà có người đăng ký đầu tiên này, cái ngày đầu tiên mà mình quay video đầu tiên chẳng hạn. Thật ra là trong suốt những ngày tháng mà mình quay á thì có những người đã ở lại và có những người cũng đã đi. Tuy nhiên trong suốt cái quá trình đó thì mình muốn cảm ơn lại đội ngũ từ những bạn làm biên kịch, những bạn quay phim cho mình này, những bạn cắt video, những bạn đăng video, và cảm ơn đặc biệt đến đội ngũ tất cả các thành viên đại gia đình Ricky đã ủng hộ kênh Nhật ngữ Ricky. Và tất nhiên để có được món quà này thì chính là nhờ sự ủng hộ của tất cả các bạn. Không còn một lời gì có thể nói được cái cảm xúc của mình lúc này mọi người ạ. Hạnh phúc, một cảm xúc thực sự hạnh phúc, vì đây là sự công nhận không những là của YouTube mà chính là sự công nhận của tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh, dành cho mình giáo viên cũng như là dành cho tất cả các đội ngũ đã làm việc tại Ricky trong thời gian qua. Và mong là mọi người ơi hãy đăng ký kênh Ricky và comment cho mình biết cảm nhận nhé, được không ạ? Trong năm tới, nhân tiện ở đây, một ngày đặc biệt như thế này, một ngày mà mình không biết nói gì, mình đang rất là run và rất là cảm động mọi người, thì xin chia sẻ với các bạn một chút về những định hướng trong tương lai của kênh. Với bọn mình thì phương châm của chúng mình vẫn là giáo dục ngôn ngữ mới, cơ hội mới, mang đến cho các bạn những bài giảng, những video thật sự là hữu ích. Thì trong đợt tới chúng mình sẽ cố gắng mang đến những video theo 3 phương châm, đó là: thứ nhất, dễ hiểu, thú vị. Thứ hai, đó là những bài học mà có thể ứng dụng được vào cuộc sống ngay. Và thứ ba, đó là tạo cho mọi người cái thói quen, đó là học ở trên những kênh nền tảng như YouTube, đến ngay cả những bạn lười nhất chúng ta vẫn có thể có thói quen học hàng ngày. Mong là trong quá trình tiếp theo khi mà chúng mình làm video thì cũng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn. Nói tóm lại là
mọi người nhớ đăng ký kênh để được gặp cô Mon nút kim cương nhá. Còn bây giờ hẹn gặp lại mọi người, mình đi quay video tiếp cho mọi người đây. Bye bye.